sao mẹ ông thuê ngoài bỏ 200.000 thuê ngoài và ở, mẹ chưa nhiều dầu mà đã mở mồm như thế rồi, gọi điện gọi chuông thì cái hương này hai chúng nó ngủ như say như chết này, nó chưa xuống mở cửa được thì mà đã mở cái giọng cái mồm ra vẻ ta đây thì cần gì phải nhờ bà gọi mở cửa thì thôi. Em mẹ chưa có tiền mà con nói bà chưa có tiền, mẹ còn làm rồi còn còn chưa có nhiều tiền giàu mà đã có cái thái độ không gọi hương đấy, hương nhớ không? Bác Ngân bác gọi điện cho con, bác gọi chuông con mà không ai xuống mở cửa, bác gọi cho mẹ thì mẹ bảo để em gọi chắc nó ngủ say đấy, để con em gọi lại thử nó xem như nào. Thế thì đâu bác Ngân vẫn chưa gọi cho con ấy, thế bà hàng xóm bà ấy gọi cho con chẳng phải chị Ngân, bà tưởng này cái bà hàng xóm bên cạnh bà ấy gọi cho con lại không biết rồi, con lại bảo ô gì ơi có chuyện gì đấy, thế xong con đầu ba bảo là có người nhà đang kêu cửa còn không nghe ai mở, thì bà ấy tưởng con trong nhà hay là như nào tôi gọi, thế con cứ gọi lại cho chị Ngân. Thế thế thì về bác Ngân mới bảo là thằng Đức nó bảo là mẹ gọi cửa sao không thấy mở thì thôi thì mẹ đi ra ngoài mà thuê ngủ như nào làm gì vậy em. Thằng Đức nó là biếng nhà ngày xưa vào đây nhờ ở nhà nhờ ở đặng đây xin việc làm cho mọi người như thế mà nó còn nói câu đấy, mẹ đấy nó chưa giàu ấy, nó giàu thì nó nghĩ là cần gì phải vào đây nhờ vả, đi ra ngoài thuê vả 200.000 vả thì bao nhiêu mà phải vào đây nhờ đấy. Đó, thế nhờ bà là thế mẹ mình còn vậy thì nói được đợi mẹ này đợi rồi ốm đau mình đợi nó đến để nó thăm mình là hai đứa. Hôm qua định bảo là gửi gửi cho anh Phúc bằng cái đường kia nhưng mà nó gửi có thẻ anh gửi 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 với em rồi anh mới mở cái thẻ ở đây nữa thì anh chuyển về mất có 3.800 thôi còn gửi kia mất 22.000, nhưng mà đâu vàng theo giá vàng hôm qua thì đâu đó chỉ nó là 45.550.000 thì năm chỉ thì bao nhiêu nó là bao nhiêu 550 450 thì coi như đáng nhẽ là nó chưa được được 22 à 44444 22.800.000 đáng nhẽ nó chưa được 22.800.000 nó là chỉ 22.700.000 bao nhiêu đấy 700 bao nhiêu đấy, thì anh một thứ gửi tròn là 800 có thêm cho anh mấy mấy bao nhiêu nghìn cũng có là thua gì đâu, một chục hai chục quá. Mấy giờ hơn nữa bà cứ nói năm trước mày cho tao ha một mày cho hôm năm trước gặp cháu cho tiền thế năm nay chả nhẽ mà nó không cho tiền ông bái nói cứ như xin người ta mà lại còn bảo năm trước gặp cháu cho tiền thế chả nhẽ là bà nói thế mà nó không móc túi cho bà cũng ngại thế thì nó phải cho ai thì sao.